Các bạn, tôi tên Bích, nhân viên hỗ trợ khách hàng của công ty New Star Medical Informatics, viết tắt NSM. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm NSM RIS. RIS được viết tắt từ Radiology Information System, là một hệ thống quản lý thông tin bệnh nhân và quy trình chiếu chụp tại khoa chẩn đoán hình ảnh, giúp cho việc chẩn đoán trở nên dễ dàng và tiện lợi nhờ vào việc quản lý lịch hẹn, các quy trình chiếu chụp, báo cáo, vân vân. RIS có thể tích hợp với các hệ thống khác như Telbac, SIS. Sau đây là quy trình chẩn của RIS. Đây là bước đăng ký thông tin bệnh nhân, nhấp vào biểu tượng trên thanh công cụ để tạo mới bệnh nhân, nhập các thông tin cần thiết cho giao diện này. Sau đó, nhấp chuột vào biểu tượng dấu cộng để nhập các thông tin bổ sung như địa chỉ, điện thoại, email, v.v. Và đây là thông tin bệnh nhân vừa được tạo. Sau đó, bấm chọn vào biểu tượng New Order để đăng ký lịch chiếu chụp cho bệnh nhân này. Chọn kiểu chụp, chỉ định bác sĩ thực hiện chiếu chụp, ngày và thời gian bệnh nhân yêu cầu. Sau cùng, bấm OK. Thông tin đăng ký lịch hẹn thành công, bạn cần check-in lịch hẹn để bắt đầu quy trình chiếu chụp. Các quy trình trong phiếu hẹn của bệnh nhân sau khi được duyệt sẽ hiển thị trong mục check-in. Bấm chuột phải vào quy trình và bấm chọn Open Document. Giao diện chính của một hồ sơ gồm hai trình đơn Order, hiển thị thông tin chi tiết và trạng thái của quy trình. Exam là bước thực hiện chiếu chụp, xét nghiệm cho bệnh nhân. Đánh dấu chọn vào các quy trình cần thực hiện và nhấn vào biểu tượng Start. Quy trình chuyển sang trạng thái In Progress. Nhấp chuột phải vào quy trình chọn Perform, sau đó chọn Complete. Quy trình hoàn tất trong phần Perform, nhấn chuột phải chọn Preliminary Diagnosis để thực hiện sơ chẩn. Nhấn nút Post để gửi chẩn đoán. Chẩn đoán này sẽ được cập nhật tại một hồ sơ chẩn đoán Order Note của người nhận. Bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh xác nhận kết quả sơ chẩn này và ghi chẩn đoán của mình bằng cách bấm vào quy trình và chọn Open Document, click chọn Waiting for Acknowledgement để xác nhận và Acknowledge để kết thúc quy trình hội chuẩn. Và bước cuối cùng là thành lập báo cáo, nhấn chuột phải vào quy trình chọn Create Report. Ghi những thông tin cần thiết, nhấn Verify, sau đó chọn No Review Required. Nhấn nút Post, báo cáo đã được lập. Chúng ta vừa tham khảo quy trình của hệ thống RIS. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website của chúng tôi tại www.thebac.com.